Ui sao lên nhẹ nhàng quá hả? Dạ ok xuống đi ạ. Chào mừng quý hành khách đến với chuyến bay mã số hiệu SS21 của hãng hàng không External Airlines. Đây là chuyến bay không hút thuốc, không người lái cũng không có máy bay. Quý khách vui lòng chuẩn bị vé, passport và di chuyển trước khi lên máy bay nhé. Mời các bạn check in ạ. Check in. Ủa em vừa nghe có di chúc hả? Dạ đúng rồi, chuyến bay mình là tại vì không có người lái cũng không có máy bay nên là mình cần chuẩn bị để cho mọi trường hợp đó anh ơi. Ở nhà mình đang có việc bận, không biết là mình có thể bị chiến. Đây là lần đầu tiên tôi được đi khinh khí cậu. Đúng, và đây là một sự kiện của trà sữa Hillway tổ chức và tụi mình đi ké thôi. Đúng rồi. Nhưng mà khi mà đi khinh khí cầu đi để mà chụp hình gọi là một cái view triệu đô thì các bạn phải chuẩn bị cho mình những em máy thật là xịn sò. Và ngày hôm nay tụi mình đã chuẩn bị hai em. Yeah. Nét giả trân Ultra 5G. Cái nét giả trân này, cái nét bất ngờ thiệt á. Bạn của em sống hơi giả trân. Đúng rồi thiệt hả? Trời ơi, đây là em nghe nói là con máy mới nhất của nhà Samsung đúng không? Đúng rồi, đây là một con máy mà khá là xịn sò. Và câu tiếp theo là nếu các bạn muốn mua thẻ đến ngay đại lý cờ để nhận được những ưu đãi và hấp dẫn. Bây giờ thì lễ hội sắp bắt đầu rồi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Nắng kinh dị luôn á, gần 5 giờ rồi. Tài trợ mỗi người một chiếc khẩu trang hình khinh khí cầu vậy luôn nè mọi người, dễ thương chưa? Rất là đúng concept ngày hôm nay luôn. Đeo vô bay khinh khí cầu bao hộp vô. Bay không được tại vì thời tiết quá là gió luôn. Nếu mà bay á là nó thổi mình tới đâu luôn đó mọi người. Đúng, ban tổ chức không cho, tụi tôi vẫn quyết định mặc dày ngồi đây. Thì bay bay là... cho bằng được. Cảm giác nãy lên á mọi người muốn biết sao không? Giả chân à? Trời ơi, nhìn nó thật mà. Nhưng mà nó rất là nóng. Em sợ rớt ra ngoài cũng được đó mọi người. Cứ mấy anh chị cứ vô em ơi, vô. Cũng vô, miếng khỉ gì chân vô đứng nóng muốn chết. Quay sao lên nhẹ nhàng quá hả? Từ từ. Hả?
Cái gì tao đánh tao? Xuống chưa? Xuống rồi. Yeah. Bây giờ tụi mình đang xuống. We have to be ready for landing position. Alright, landing position. Yes. I would like to see you. May I ask what's your name, sir? My name's Jeff. Jeff, I'm Huy. Nice to meet you. Nice to meet you. How long have you been operating as a pilot for air balloons? For air balloons, about 20 years. Oh, wow, really? But in Vietnam, with Vietnam balloons, about 1.5 years. I see. So when was the first place that you took the degrees and some of the experience that you have? The first place I took it was in England. I learned to fly in England 20 wow. years ago. So, and how's your experience in Vietnam so far with air balloons and life and lifestyle? Well, I absolutely love Vietnam. It's superb. Fantastic country, fantastic people. And flying here when we get the opportunity is a great privilege. It's fantastic. Thank you. Really good. How much gas consumption does one event like this? We probably burn about 240 liters of gas per hour. 240? And we've probably done probably over 10 hours of flying over the last 2 days. Oh, wow. Could you share about your feeling to Ari Wong in Vietnam? Oh, flying is an absolute passion, a joy, and everybody in Vietnam who gets the opportunity should try and do this. It's wonderful. Thật ra khi mà mình lên trên á, khi mà mình yên á thì không sao, nhưng mà có nhiều lúc mà nó hơi lắc hơi chút xíu, thật ra do gió thôi chứ phải do gì. Chứ nếu mà hôm qua mà cố mà kiểu cái mức gió mà 14 km/h mà mình bay lên thì chắc chắn sẽ... Và mình chỉ sợ là tại vì lúc mà gió nó hơi trên bên một xíu thì đó là cái mà mình sợ thôi. Còn bây giờ thì bình thường, cảm thấy khá là bình thường. Tại sao khi bây giờ đi xong rồi thì mình vẫn cảm thấy là đây là một cái trải nghiệm mà các bạn nên thử. Nên thử, và nếu mà có cơ hội thử thì phải thử liền. Cái trà sữa yêu quay chọn một cái view rất là ok khi mà chọn đặt chân tại Phú Mỹ Hưng. Đúng rồi, tại vì cầu Ánh Sao và cái khu này đương nhiên mọi người cũng biết rồi, rất là mát mẻ, thoải mái. Và trăng xịn, thiên nhiên, sông, núi, các kiểu đều có. Nên là chỗ nãy chụp quá trời hình đẹp, và đặc biệt là được chụp với lại chú Phi Công rất là đẹp trai. Đặc biệt từ ngày 8 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4, Sevonix có chương trình sale mạnh. Như dòng S21 Plus chỉ còn 16,7 triệu đồng cho bản 128GB, và phiên bản 256GB thì chỉ còn 19 triệu đồng. Riêng dòng Samsung S21 Ultra 128GB chỉ từ 21,4 triệu đồng, và phiên bản 256GB chỉ từ 23,6 triệu đồng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà hãy nhanh chân đến ngay Sevonix để mà tậu cho mình những em máy xịn xò này nha.